chứ con gái người ta là truyền thống nết na. Đẹp không? Dạ đẹp. Đúng chuẩn không? Dạ chuẩn. Đó. Cái gì anh hát không hay em đừng có cười nha. Cười chứ, hát dở tôi cười á. Na 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 na. Nêm Aci ngon mới, đậm đà từ vị đầu, ngon lâu đến hậu vị. Aci ngon, vị ngon nhân đôi. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng như thường lệ sẽ cùng trò chuyện với một cặp đôi. Mình thấy một chàng trai trẻ đang ngồi đây rồi, để xem cô gái hôm nay là ai quý vị nha. Bằng việc là ra ngoài và đưa cô gái vào đây quý vị nha. Rồi mời em gái. Rồi có ghế rồi cưng, xuống. Mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra. Bây giờ mình sẽ giới thiệu thật là lớn to rõ cho đối phương nghe được những thông tin của mình nha. Hôm nay là một cặp đôi tôi thấy em tên Nguyễn Văn Thắng. Em 28 tuổi, em đến Hồng Tường, Phố Hồ Chí Minh. Em làm việc tại công ty khu chế xuất Tân Thuận quận 7. Nghề nghiệp của em là công nhân. Thắng quê ở đâu? Dạ quê Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang sống với ai? Dạ sống với bà ngoại. Bà mẹ đâu? Mẹ đi lấy chồng khác. Mẹ thì ba thì chết. Ba mất lâu chưa? Dạ mất lâu rồi, 6 tuổi. À mất lúc nhỏ ha. Có đông anh chị em không? Dạ 6-7 người. Rồi mẹ đi lấy chồng bao lâu rồi? Cũng 2-3 năm. Hả? Rồi em là thứ mấy trong nhà? Dạ em thứ ba. Rồi mấy anh chị em đi là lập gia đình chưa? Dạ chị em lập gia đình. Còn mấy em nhỏ nhỏ thì không có lập gia đình. Rồi toàn bộ đang hiện giờ là ở với ngoại hết? Dạ không. Cho gì cô chú không hết. Ủa sao mẹ không nuôi rồi mà mẹ cho hết trơn vậy? Tại vì không, nghèo quá không có tiền nuôi. Nghèo quá không có tiền nuôi. Trước khi mẹ lập gia đình thì mẹ ở với ai? Chỉ bà ngoại thì cũng có cái nhà thì ở chung. Thì bây giờ hoàn cảnh khó khăn á, thì bây giờ hiện giờ ngoại cũng sống chung với dì ruột ta. Có nghĩa là giờ trong nhà đó là còn có ngoại. Dạ. Dì. Dì. Với em thôi. Dạ. Dì có gia đình chưa? Dạ dì em chưa. Em út đục của em là chia ra nhà, mỗi dì mỗi cậu là mỗi người nuôi người. Dạ dạ. Rồi mấy anh chị em có thường xuyên gặp nhau không? Dạ không. Mà nay nấy sống vậy đó, có điện thoại thăm hỏi chăm nom nhau không? Dạ, không. Có kỳ vậy? Sao ba mẹ đã không có rồi? Nói chung là có mình em á, hiện giờ là chỉ làm mới lo cho ngoại thôi. Mỗi tháng là em cho ngoại em tiền, rồi ngoại em là cho dì em. Chứ ngoài là ngoại có con cái thì ngoại không có ai nuôi hết. Rồi mấy đứa em của em sao? Mấy đứa em thì cô chú thì đứa nó cũng lớn hết rồi. Coi như là giờ thân ai mạnh ai nấy lo, em là chỉ nhiệm vụ lo cho ngoại thôi phải không? Dạ đúng rồi. Mẹ có hay điện thoại thăm nom thăm hỏi gì không? Có, mà mẹ em xin tiền em. Trời ơi, mẹ đã không nuôi rồi còn xin tiền nữa. Rồi có cho tiền mẹ không? Dạ có. Trời ơi, lo để dành tiền lấy vợ chứ tiền đâu. Dạ cũng có dư rồi. Thôi từ từ chút hỏi ra cái vụ đó hỏi sau nè, để giới thiệu bên đây nè. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh bên kia và chào mọi người đang xem chương trình. Em tên là Thanh Hà. Dạ em 23 tuổi, em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hà đang làm công việc gì cơ? Dạ em làm thợ may chuyên cắt may áo dài. Thì trong tương lai chắc em sẽ mở một cái thương hiệu của riêng mình. Ồ, nhưng mà hiện tại là mình may cho ai? Dạ may cho khách chị. Nhưng mà mình là có tiệm may riêng ở nhà mình. Dạ đúng sao? Rồi em có tiệm may riêng ở nhà. Rồi em may mình hay là có người làm chung? Dạ em làm chung với mẹ em. Quá xuất sắc. Quê mình là ở đâu cưng? Dạ em sống đây từ hồi nhỏ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là cướp bi giỏi. Khách mà đưa cái mẫu tới thì em có thể em làm y chang, em vui vẻ hòa đồng. Rồi còn điểm yếu? Dạ điểm yếu của em á là em hay quên. Có cái nào là quên nó ảnh hưởng đến công việc của mình chưa? Dạ chưa chị. Anh ba thì cũng còn trẻ, sự nghiệp thì cũng đang phát triển. Thí dụ như em tìm được đúng đối tượng để tìm hiểu thì em muốn bao lâu nữa thì kết hôn? Khoảng 5 đến 7 năm nữa. Là cho bây giờ năm thì 23 cũng phải 28 tuổi, còn 5 năm hơi dài đó nha. Em thấy em khoảng 6 tháng cho tới 1 năm. Nếu mà 3 tháng là tìm hiểu đấy. Trời đất ơi. Cũng dễ hơn á. Cái gì mà nhanh vậy? Không tại em nói thiệt mà tại vì á đôi khi á mình tính theo cái đường tương lai của mình á thì mình kết hôn sớm á thì nó sẽ tiện hơn cho hai bên. Nếu mà khó khó mình cũng che đỡ với nhau cho nó dễ dàng hơn.
đùm bọc với nhau. Nếu mà mình kéo cái thời gian quá thì có khi nó cũng nhàm chán. 7 năm mình nếu mà nó cũng nhàm chán thì em tính là 1 năm chứ tới 1 năm chứ tới 6 tháng đúng khoảng 1 năm là vừa. Có nghĩa là muốn là quen là tiến tới hôn nhân luôn chứ không dạ. có muốn lâu phải không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà thường đàn ông thì người ta phải có ổn định công việc sự nghiệp hoặc là công việc em cũng ổn định rồi. Ổn định rồi. Em làm cũng khoảng 10 năm trong công ty. Là 10 năm trong một công ty công việc ổn định rồi. Nhưng mà rồi mình cũng phải là an cư lạc nghiệp. Rồi sau này mình lấy vợ về rồi mình sinh sống làm sao? Rồi mình ở đâu? Rồi ví dụ sanh con đẻ cái nữa thì đó, tại vì em cũng khó khăn là cái đó đó. Nhưng mà tại vì em là giống như là trụ cột trong gia đình. Ừ. Nếu mà có hai người thì nó sẽ khác hơn. Kiếm người lập gia đình sớm là như vậy. Ừ. Dễ hơn. Em đã chuẩn bị được cái gì chưa? Nói chung em cũng khoảng có 100+ à. Vậy là cũng giỏi rồi đó. Muốn lấy vợ sớm thì mình cũng phải ổn định mình chứ, mình đàn ông mà. Dạ. Đương nhiên là vợ cũng hỗ trợ nhưng mà đàn ông là phải trụ cột trong gia đình. Dạ. Rồi cái gì không cần không đáng xài thì không cần xài. Không lẽ tôi nói đừng cho tiền mẹ nữa nhưng mà tôi nói nghiêm túc là không cho tiền mẹ nữa. Mẹ trách nhiệm phải nuôi con nuôi cái mà mẹ đã có cái hạnh phúc mới, mẹ bỏ nguyên một nhóm một đám con cái lại. Con thì còn khổ còn nuôi ngoại nữa, chưa vợ thì em phải lo tích cóp tiền. Đương nhiên đứa con nào cũng phải có hiếu, chị là đứa rất là có hiếu. Nhưng mà cũng phải tùy. Giờ mẹ mà đã đi lấy chồng mà con thì rải rác mỗi đứa một nơi mà còn về xin tiền con. Tôi nói vậy ai chửi chương trình tôi chửi tôi chịu. Nhưng mà không cho tiền mẹ nữa. Để tiền đó dành dụm mà lo cho ngoại, lo cho bản thân mình lấy vợ. Nói chung là nếu chung em cũng lấy vợ em mà chỉ nhà của ông bà không à. Nói chung em cũng ra riêng mình nhưng mà tự mình thuê trước đi chứ mình. Đúng. Lúc trước là em nhìn dụm em cũng tính mua miếng đất. Ừ. Mà nhưng đất thì ở Bình Dương thì cũng có 100+ thôi, nghe cũng người ta nói vậy thôi. Mà nó xa quá. Nhưng mà rồi đó là cái kế hoạch. Bây giờ em chưa mua được thì em phải lên kế hoạch 3 năm, 5 năm phải an cư mới lạc nghiệp. Mình không thể sống nhờ gì, nhờ ngoại, nhờ hoài. Mà muốn cái đó thì bây giờ mình chưa đủ. Nhưng mà mình phải phấn đấu. Em muốn lấy vợ mà em như vậy người ta cũng ngại, người ta không dám lấy em. Lấy em rồi lông bông rồi ở nhà thuê nhà mướn người ta cũng ngại. Nhưng mà đương nhiên nếu em gặp đúng một cái người hợp với mình, đúng cái duyên thì người ta vẫn sẵn sàng đến với em, cộng cam cộng khổ với em thôi. Người ta sẽ phục nếu như em có cái mục đích để mà phấn đấu. Ủa chị nói vậy đúng không em? Dạ đúng. Dạ đúng. Thì em trải qua mấy mối tình rồi cưng? Em chưa trải qua mối tình nào hết. Chắc là cũng sống với ba mẹ đó giờ rồi cũng đi học đi làm đó. Đi học thì em cũng có tình cảm học trò, em cái đó cũng bình thường thôi. Nhưng mà em xin rồi không lẽ không ai ngắm nghía dò ngó mình? Dạ tại vì em làm trong môi trường toàn nữ không chị? Ít nam. Dạ dạ đúng rồi. Có thời gian đi chơi đi ra ngoài không em? Cà phê dạ. Pháo tiếp xúc với bạn bè ấy thì em đi làm tối về thì em hầu như em ở nhà. Giả tỷ bây giờ có bạn trai rồi thời gian nào dành cho cái tình yêu? Thì nếu mà có bạn trai thì em sẽ sắp xếp lịch để em có thể là em đi chơi mà với bạn. Ở nhà ba mẹ ủng hộ không? Dạ có, em thích vẽ xong rồi em về là hầu như là em lên trên phòng là em vẽ thôi. Lo công việc ha. Thôi dạ. Bây giờ cũng nói chung phải có cái tuổi trẻ, tuổi thanh xuân là cái tình yêu rất đẹp. Dạ. Mình đừng cho qua nó phí lắm. Ba em cũng nói là tuổi thanh xuân rồi cứ thích đi chơi thì đi đâu đó đi. Đúng rồi con. Thật sự để cái thanh xuân nó qua thì nó rất là phí. Dạ. Cái tuổi trẻ mà. Dạ. Người ta nói tuổi trẻ dám yêu, dám nghĩ, dám làm. Mình cho mình cơ hội để mình trải nghiệm những cái tình dạ. yêu. Ha. Dạ. Còn mình làm cả đời em ơi. Nha. Dạ. Còn em tình trường sao? Bên môi trường của em thì là nữ phụ nữ lớn tuổi, nam nhiều hơn nữ. Với môi trường của em là làm việc nặng không mà nữ thì già hết rồi. Rồi là chưa có tình kinh nghiệm tình trường gì trơn trọi á. Dạ chưa. Rồi mình có bạn gái rồi mình biết đường quan tâm chăm sóc ga lăng với bạn gái không? Dạ biết. Em muốn kiếm bạn gái em chăm sóc mà tại vì ở nhà em ai cũng nói là em nếu mà lấy vợ về thương vợ lắm. Sao vậy? Tại vì em chưa có trải qua mối tình mà em cũng hứa là em sẽ thương vợ em nhiều. Em hứa là tự hứa với lòng mình đó dạ. phải không? Một chàng trai trẻ có những cái ý chí và mong rằng là cuộc sống mọi thứ công việc nó sẽ thuận lợi tốt đẹp dành cho em. Đó là riêng cái tình cảm chị dành cho em ha. Dạ. Rồi tình trường chưa có nha quý vị nha. Rồi giờ muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một người bạn trai là phải có kế hoạch rõ ràng, quan tâm bạn nữ. Rồi dạ. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì nhìn được là được. Bên này thì nhìn là được rồi đó. Thật ra anh cũng bạn ấy cũng có kế hoạch ý chí rõ ràng. Nói chung là hiếu đạo, có cái trách nhiệm với gia đình. Vì thật sự đó cũng là một cái tốt. Khi mình tìm chồng mình cũng nên tìm những cái người mà có cái đạo đức. Họ chỉ đốt tốt với mình, nhưng mà đối với xung quanh người nhà họ không tốt thì cái đó mình phải xem lại. Thế còn em muốn tìm một người vợ tương lai như thế nào? 1m55 đổ lên. Ừ. Dễ nhìn, tóc dài. Chung là cái gu thích phụ nữ truyền thống phải không? Có truyền thống luôn, người ta may áo dài mà. Ơ cho chị mượn hình của em coi. Có hình không cưng? Cho dạ, chị có. Mượn coi. Cưng cao mét mấy?
Dạ em cao 1m78. Trời ơi, hèn chi giống cao vời vợi luôn. Hôm nay cao nhiêu cưng? Dạ 1m53. Ờ, đẹp trai ngon lành lắm. Tại tôi ngồi đây tôi nhìn mà tôi còn chưa biết cổ là ai trong này. Tại vì em ít trang điểm chị. Cứ chọn đại đi ha. Rồi coi đi. Dạ. Đâu? Cô bé nhỏ nhắn xinh xinh đó phải không? Ở ngoài xinh hơn. Bên đây, anh nào? Có con anh nó cao 1m78 chứ có anh nào nữa đâu. Ở ngoài ngon hơn. Giữ nguyên hiện trường. Rồi, xin mời quý vị hướng mắt về cửa trái tim để xem cảm nhận của cặp đôi này như thế nào. Nhưng mà bên đây đúng rồi, cao quá mà nó đứng vượt bậc như vậy. Ăn thua là em chọn đúng hay không nè. Nhìn cho bất ngờ chơi nè. À. Dạ em chào anh. Em chào. Em chào bạn. Rồi cuối cùng sao, ai đâu? Dạ. Dạ. Đó, lao bây giờ coi kỹ lại đi. Cái người đó có bạn trai rồi anh. Thật ra hình này khó thiệt. Em ngoài với em trong hình này học ở tại vì hình đó là cách đây 2 năm rồi chị. Lúc này em hơi mập hơn nữa nha. Dạ. Ở ngoài bất ngờ hơn phải không? Dạ đúng rồi. Đây là anh. Chứ còn gì nữa. Dạ không phải. Gì? Dạ. Sao không phải? Đưa coi chứ ai. Không phải. Có em nè. À sai rồi em ơi. Ủa vậy à? Bạn em nó cao hơn em luôn hả? Không, thấp hơn em. Sao tôi thấy tấm hình đó nó cao hơn em vậy? Tại vì em đứng nghiêng. Anh này có hai tấm á. Ừ đó đó mới là nó. Em tưởng anh này cao. Chị cũng tưởng vậy mà té ra lộn luôn rồi. Vậy hai bạn đều sai hết rồi thôi. Nè, cái này đang gì đây nè? Cái này mình tặng cho bạn của mẹ. Em cảm ơn anh. Dạ này em tặng chị Khách Phương. Ủa vậy là cuối cùng là chị với em hai chị em mình là chơi gấu đôi á hả? Dạ nếu mà bạn thì có bấm nút cái cao là quá, cao quá. Là bạn là gấu của em. Là gấu của em. À nếu bạn bấm nút, bạn là gấu của em. Gấu này là gấu của bạn. Gấu này là gấu của chị. Thôi cạn, cảm ơn cưng. Em cũng có chuẩn bị quà cho anh mà tại đi gấp quá mà. Trời ơi. Nãy có nói rồi, tính không quên, thôi thông cảm. Em quên. Mà quà gì vậy cưng? Dạ, cái đó là bức hình em vẽ. Dạ, em có đóng khung rồi nhưng mà do em đi gấp quá em quên. Nếu mà hy vọng là nữa mình cũng sẽ gặp được bức tranh được của bạn. Dạ. Coi chừng không bấm nút mất tiêu của bức tranh luôn à. Thôi bây giờ chị Tường dành ít phút cho hai bạn sẽ trò chuyện riêng với nhau cho nó thoải mái một chút. Rồi chị Tường sẽ quay lại ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức món ăn của chương trình dành cho mình. Rồi mình trò chuyện với nhau. Xin mời. Dạ. Nêm Axi Ngon mới đậm đà từ vị đầu, ngon lâu đến hậu vị. Axi Ngon, vị ngon nhân đôi. Dạ em chào anh. Em chào bạn. Dạ. Thường thường thì ngày nghỉ anh thường làm gì với anh? Chạy xe công nghệ. Không có công việc á, trong công ty á thì không có thì mình mới chạy xe công nghệ. Dạ dạ. Để ở nhà chờ nghỉ mệt thôi. À. Rồi, tại mình muốn cũng là muốn kiếm tiền. Dạ. Để sau này An giống như nãy chị Tường chỉ nói là An Cương mới lập nghiệp. Dạ. Thì lúc nào mình cũng phải kiếm tiền hết. Em thì em cũng thích người đàn ông mà nghĩ về công việc. Mà mình thấy bạn xinh. Dạ em cảm ơn anh. Bạn ăn đi bạn. Dạ em mời anh. Dạ. Mình có thể cho bạn mời bạn. Dạ. Anh để đây. Mình mời bạn không? Mình mời bạn luôn. Dạ. Mình mà dạ anh có biết nấu ăn không anh? Có. Nấu là món mình ăn được thôi nha. Chứ mình chưa có chơi. Mình thường là nấu cho ngoại ăn. Chứ ngoại cho mình nấu cho người lạ chưa. Dạ em thì thường thì ngày nghỉ thì em cũng
Ở nhà em vẽ không à, rồi hoặc là em đọc sách là nhiều. Nếu mà anh quan em á thì anh cũng một anh cũng kiếm tiền, nếu mà em làm cái gì thì anh cũng làm theo cái đó phụ em. Dạ, em cảm ơn. Theo anh này cũng chưa có trải qua mối tình nào hết, anh cũng không có kinh nghiệm. Em cũng vậy, em cũng chưa có trải qua mối tình nào hết nên em cũng chưa có kinh nghiệm gì hết. Tại vì anh cũng có bạn bè mà, nhưng mà bạn bè anh là nói chung ai rủ thì anh đi. Nói chung anh, em có thích nhậu không? Em hầu như em bị dị ứng với lại cồn nên em không có thích nhậu. Cái này là bạn bè anh rủ anh mới có nhậu. Em toàn là... anh không có nhậu. Dạ. Không hút thuốc. Dạ. Không, không cà phê. Nói chung là mấy cái đó đồ dùng đó là anh biết dùng hết. Dạ. Mà cái nào là anh không dùng là không dùng. Dạ. Em thì không biết nhậu, chỉ biết phá mồi. Chỉ biết phá mồi. Mà là khi bạn bè rủ anh nhậu thì em đi theo chơi thì vẫn được. Dạ, thường thì bạn bè em có rủ đi uống cà phê rồi thì em cũng đi bình thường. Ngày nghỉ của em thì em tự sắp xếp. Thì nếu mà mình cho nhau cơ hội thì em có thể em sắp xếp để em có thể đi chơi với anh. Thì anh cũng làm gì hành tránh? Dạ. Này là chắc thời gian của em là làm tại nhà luôn. Không, em làm từ lúc 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối là em về rồi. Nói chung anh cũng lúc nào anh cũng suy nghĩ về là miếng đất hết. Nhưng mà tại vì anh chưa có đủ tiền, mà nếu mà anh có tiền á thì anh cũng phải nhờ người coi đất, tại vì đất bất động sản thì mình biết rồi, tại vì đất ruộng và đất khổ, cái đó anh không biết cái vụ đó. Em được rồi, ráng để dành đi, ráng để dành thêm chút đỉnh nữa. Giờ được nhiêu rồi, 100 mấy rồi, nói thiệt cho tôi chỉ cho mua. Tại mới có 100 mà. Mới có 100 mà, bây giờ khoảng bao lâu nữa mới lên được tới 200? Thì em nghĩ là chắc khoảng 2 năm. 2 năm thì cố gắng, bây giờ mình lập kế hoạch 3 năm đi. Đừng có đợi mua được miếng đất vừa ý, mà mình hãy mua miếng đất trong cái tiền của mình. Mua để đó rồi làm tiếp. Em hiểu ý chị nói không? Giả tỷ bây giờ mình có 100, mình cứ kiếm miếng đất đúng 100 nó xa cũng được, nhưng mà mua không có ở, mua để đó. Rồi mình đi làm, mình để dành thêm 100 nữa, rồi mình bán cái miếng 100 kia, rồi mình mới gộp là mình mua. Còn 100 đó em cất tủ hoài đó là nó không có sinh lời. Mà khi mà em lên, em để dành được tới 200, cái miếng đất 200 nó lên 300 bả rồi. Hiểu ý chị nói không? Dạ. Tùy theo cái túi tiền của mình, trong phấn đấu trong 2 năm nữa là cố gắng mua miếng đất nha. Không, cứ dòm dòm ngó ngó thấy có, đừng tiền bạc để người hoặc gửi ngân hàng, đừng cho ai mượn nha trời. Đừng nghe bạn bè dụ cho mượn đòi không có được đâu nha. Dạ, anh không có cho mượn ai nha. Tiết kiệm hết là chị ơi. Ừ, đó, gửi tiết kiệm. Tự nhiên vô cái vụ đất chi vậy không biết nữa. Rồi bây giờ mới hỏi nãy giờ chia sẻ được nhiều chưa? Rồi có hẹn được cái thời gian nào để mà đi chơi qua lại để tìm hiểu nhau chưa? Dạ có, thứ bảy chủ nhật là bạn có rảnh. Dạ có, thứ bảy chủ nhật em rảnh. Không, anh em mà bạn lớn hơn người ta tới 5 tuổi lận. Dạ. Chào em. Trời ơi, giờ mới chào em muốn hồn không à? Dạ không, cái không, tại vì cái tính của em á kêu á lộn xộn á, em không có phân được á. Bây giờ phân đi, bây giờ yêu nhau phải anh em chứ. Mình lớn hơn người ta, dù mình nhỏ hơn người ta mà mình yêu người ta, mình vẫn anh em như thường đó. Dù hai người đều là những người chưa có tình trường, nhưng mình đàn ông là mình phải chủ động. Hồi nãy tôi hỏi biết yêu biết ga lăng không, nó biết. Dạ biết. Là phải chủ động. Tình yêu cứ thế đông đầy trong anh từng ngày. Vì quá yêu em. Con gái người ta là truyền thống nết na. Đẹp không? Dạ đẹp. Đúng chuẩn không? Dạ chuẩn. Đó. Là nhiều khi mình với còn không tới nữa, nên mình phải cố gắng. Mời em bóc một lá. Màu này. Rồi bóc, mời em bóc một lá. Giới tính rõ ràng, đọc lớn lên coi. Bạn trai hãy chọn hoặc hôn má bạn gái hoặc để bạn đi 2 vòng. Chọn đi. Rồi nói lên cái cảm xúc của mình. Qua hội ý với bạn gái đi, coi bạn gái muốn gì. Dạ thôi. Rồi bàn đi. Dạ em nghĩ hôn má với anh ơi. Dạ rồi, em nhận nó mất công. Rồi đứng lên. Vậy thì đứng lên. Rồi xin phép bạn gái đi. Bạn cho mình hôn bạn má. Nữa em cho anh hôn má một cái. Dạ. Hai bên em thân gần nhé. Mốt đẻ con làm cầu thủ luôn. Đọc câu hỏi của em coi. Dạ gì? Chàng trai xin phép nắm tay rồi hát tỏ tình bạn gái. À, cho anh nắm tay nhé. Dạ. Nắm chứ không phải bắt. À, anh hát bài Anh Chàng Đẹp Trai. Rồi, em. Cái gì anh hát không hay em đừng có cười nha. Cười chứ, hát dở tôi cười á. Na 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 na. Anh giống con chiếc kè, cứ nói cứ hát hoài,
Bao cô nàng hết thu mai say, đi cứ hay biết mà, em vẫn cứ hết được. Bên anh và nghe tiếng anh yêu, cứ hai anh này hay, giúp dáng khiến em mê say. Sợ mai hả anh đẹp ghê, với dáng anh trong mơ. Dạ rồi được rồi chị ơi. Tìm rớt ra ngoài chưa? Nắm tay tôi chưa cho buông. Đó giờ có nắm tay bạn gái chưa? Dạ chưa. Từ xưa giờ chưa nắm tay dạ, chưa. Tại vì nắm tay mấy chị trong công ty thôi à. Rồi bữa nay nắm tay bạn em gái thấy như thế nào? Dạ ấm. Ấm. Còn mình trong lòng mình cảm thấy như thế nào? Dạ hạnh phúc. Ngay giờ phút này em đang suy nghĩ gì trong lòng? Nếu mà em suy nghĩ là nếu mà bạn gái thì bạn gái thích em thì em với bạn gái sẽ cố gắng làm việc. Anh cũng anh không biết sao mà ta biết chủ động, hồi nãy mới nói chủ động mà đây anh là cơ hội à, không anh làm tất cả vì em luôn, tất cả vì em luôn. Dạ cảm ơn anh. Ai nói vậy mới được chứ. Rất là dễ thương, rất là chân thành. Nói thiệt, nếu mà hai đứa yêu nhau bèo bèo cũng phải là 2-3 năm nữa quả chăng em mới thuyết phục được cổ. Giờ thấy sao? Thì nếu mà bạn nữ thì nói khoảng 1 năm cho tới 7 năm. Tại vì em muốn là cuộc sống là phải ổn định, công việc trước thì cái cuộc sống sẽ chan hòa hạnh phúc hơn. Em muốn tìm hiểu kỹ hơn. Nói thì mình có thể là mình nói được, nhưng mà hành động thì chưa chắc là mình đã biết. Em muốn là trong lời nói thì phải đi đôi với hành động. Anh là nói một là nó sẽ thành một. Chứ anh cũng phải đi hai hành động. Chứ là anh không có phải là nói là anh mổ qua. Quan trọng là hôm nay nè, hai đứa em nhìn nhau có rung động với nhau hay không. Đó mới là cái quan trọng hàng đầu. Theo như cặp mắt nhìn của chị thì chị có cảm giác là hai em cũng có một cái chút cảm tình với nhau đó. Thì mình tuổi trẻ mà, mình hãy cho nhau cơ hội, không mất mát gì đâu. Mình có thêm một người bạn, một người quan tâm mình, cảm thấy cuộc sống nó vui lắm. Hàng ngày mình đi làm về mệt hoặc là mình được người nhắn tin hỏi thăm, mình hạnh phúc lắm. Em cho mình cái quyền được hưởng cái điều đó đi. Còn cái chuyện một bên đây là 6 tháng, bên đây là 6 năm, nó chinh nhau tới 10 lần, thì cái đó ăn thua tình yêu các bạn có đủ lớn trong quá trình nó tìm hiểu. Rồi, đó, ý chị Tường vậy ha. Rồi bây giờ hai bạn tự suy nghĩ, đặt tay vào nút bấm. Có duyên nha hay không là quyền của hai em. Thích, yêu, quý, muốn làm bạn, muốn tìm hiểu, bấm nút. Cảm thấy không, tôi không có trật quan điểm, không trùng, không khớp, không thích, có quyền không bấm. Rồi, sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý hẹn hò, bấm thật mạnh. Không đồng ý có quyền lấy tay ra nhá. Rồi, nhắm mắt đi hai em. 1 2 3 Trời ơi, tôi lọt cái tim ra ngoài. Chưa có cặp nào mà tôi nói vô tôi thương lắm á nha. Nãy giờ tôi nói vô không luôn á. Chúc cho hai em thật là vui. Đây dạ. Món quà tặng em cảm ơn chị. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi nắm tay nhau đi hai đứa, hôn nhau một cái nè. Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mấy ngàn. Không phải, tại bạn gái né. Bạn gái né, giờ nhớ bạn gái tên gì không? Dạ tên Hà. Tên Hà, kêu bạn em Hà nhé không? Hôm nay rất là vui vì Tường cố gắng mà cuối cùng là hai bạn ấy còn trẻ mà chưa có tình trường. Tường cũng muốn cho hai cái bạn ấy một cái cơ hội để trải nghiệm những cái cung bậc cảm xúc, những cái giây phút hẹn hò thật là vui của tuổi trẻ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình nha quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt thôi. Hẹn gặp lại vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng Son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các trường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.